Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đối với những bạn nào mà thích sưu tập thẻ bài thì chắc hẳn các bạn cũng quá quen thuộc với những gì đang ở trên tay mình rồi. Đây là 10 cái bắt bài đến từ series Pokemon ha. Còn đối với những bạn nào mà chưa biết á, thì cái thú chơi này mình sẽ mua những cái bắt bài như thế này. Sau đó thì mình về mình mở ra và mình mong muốn sẽ có những cái là lá siêu hiếm ha, những cái lá mà nhìn vào là nó rất là đẹp. Và đồng thời thì nó cũng sẽ có giá trị vô cùng là cao. Có những lá có thể hơn tới vài triệu đồng, có những lá lên tới vài chục triệu cơ. Thì dĩ nhiên với bất kỳ nhà sưu tập nào thì chúng ta cũng sẽ yêu thích những cái lá đó và mong muốn mình sẽ mở ra. Thế nên là trong tập ngày hôm nay mình có đem về đây là 10 bắt bài Pokemon series, đó là Vivid Voltage. Và cái mà mình mong muốn ở series này đó là mở ra được chiếc thẻ bài của em Pikachu này. Đây các bạn có thể xem cái artwork đó là y chang như thế này thì phải. Và nó là rainbow, nó là màu cầu vồng ấy. Thì cái lá đó giá thị trường nó dao động khoảng từ 300 cho tới 500 đô la. Yeah, rất là mắc đúng không nào? Nên là dĩ nhiên là mình sẽ vô cùng là yêu thích cái thẻ bài đó và mong muốn mở ra được. Thế nhưng mà vì nó quá là hiếm đi, cho nên là với chỉ có 10 bắt bài thế này mà mở ra được là rất là khó, phải nói là vô cùng khó. Thế nên là dựa vào độ may mắn cả thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những cái bắt bài này nó có những cái gì đặc biệt nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào chi tiết kỹ hơn những cái bắt bài này xem nó như thế nào nha. Thì đây là 4 cái artwork chính ở trong cái series lần này. Đây. Bốn em Pokemon Pikachu, em Pokemon huyền thoại này trong phim mới ra mình quên tên mất rồi. Celebi và con Orbeedle VMAX. Thì trong nguyên cái series này thì thẻ bài mà được mong muốn nhiều nhất đó chính là em Pikachu này rồi, không phải bàn cãi nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng còn một số những cái thẻ bài rất là đẹp ha. Điển hình như là Amazing Rare, những cái tấm Amazing Rare nhìn nó cũng đẹp lắm. Lát nữa nếu mà có dịp mà mở ra được thì mình sẽ show cho các bạn xem ha, cái độ đẹp của những lá Amazing Rare. Mặc dù cái giá trị của nó cũng không quá cao đâu, nhưng mà về độ đẹp thì phải nói là rất là đẹp. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra ha, để xem là hôm nay chúng ta có may mắn để mà tìm được em Pikachu đó không. Vô nè. Và xin nói luôn với các bạn là một cái bắt bài thế này bây giờ giá của nó cũng không biết là gọi là mắc hay rẻ nữa, nhưng mà nó tầm khoảng 130.000 một bắt như thế này thì các bạn có thể mua ha. Lá code. Đây mình xin kiếp vào quay lá code cho mấy bạn luôn nha. Bạn nào chơi Pokemon TCG Online thì có thể nhập vào. Mặc dù là cái series này nó cũng khá là cổ rồi, nhưng mà mong là các bạn lấy được những gì các bạn thích thôi. Ta mở nhanh những bắt đầu nha. Skiddo, Eevee, Tropish, Voltorb, Metangross. Vậy là bắt đầu mình tạch rồi đó. Cũng phải thôi, vì những cái series mà mở bài như thế này thì nó dựa vào độ may mắn hên xui cả. Có những người mua cả trăm bắt nhưng mà họ vẫn không ra được em Pikachu. Có những người họ mua có một bắt thôi nhưng mà ra luôn. Thì đó là yeah, code 1, 2, 3, 4. Đây nè, Dark Energy, Stunfish, Energy, Sucko, Chuntik, Sandile, Seedot, Pikipik, Celebi. Oh, đây nè các bạn, đây là lá Amazing Rare. Oh, các bạn thấy không, nó khác những lá này á. Nó có cái như là bùng nổ màu sắc ra á. Nè, nhìn ánh sáng thì các bạn có thể thấy được ha. Nó cũng có những cái vân lấp lánh nữa, rất là đẹp, vô cùng đẹp. Nó khác những lá thường này ha. Nhìn vô là khác liền. Và lá cuối, lá thường thôi. Đây, để đây. Wow, quá hay luôn các bạn ơi. Bên cạnh những cái lá VMAX là những lá rainbow thì những lá Amazing Rare cũng rất là được chào đón ở trong cái series này.
code. Bạn nào mà có nhận được code thì có thể comment ở dưới cho mình biết với nha. Tại vì những cái code này sau đó thì mình cũng vứt đi thôi. Nên là mấy bạn nào xài rồi thì comment phía dưới để cho những bạn khác biết nha. 1 Lay Energy Demise Trumpic Sharp Eye Mudray Zontic Widow Tailo Sandile Vaporeon. Một lá Reverse Holo, nhưng mà đây cũng là con Pokemon mình khá là yêu thích. Và lá cuối à, bình thường, không có gì đặc biệt. Tiếp nè, đã là 3 bát rồi và chúng ta có được một Amazing. Có 1, 2, 3, 4. Ta có Leaf Energy Demise với lại Blast Trainer bỏ một bên. Và chết rồi, lỡ lộ lá đằng sau mất rồi. Đó là lá bình thường rồi. Ruff, Wishmer, Dropfish, Dynamo, Globobus. Oh my gosh, một lá Amazing Rare đó các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Nhìn nè, đây là con Pokemon huyền thoại. Cái lá Amazing Rare mình thích nhất ở trong tất cả những lá Amazing Rare từ trước đến giờ luôn á. Không biết tại sao nữa nhưng mà nhìn nó rất là đẹp đúng không? Cái màu vàng nè, với cái này nè, nó tông xịt tông á. Với lại cái hiệu ứng này nữa, nhìn nó đẹp ghê. Magnetic. Thấy lá đó mình chả muốn mở lá đằng sau luôn. Nó quá đẹp, đúng lá mình thích luôn. Quá may mắn rồi các bạn ơi. Mặc dù là nó cũng không có giá trị cao mấy, khoảng trừ 400-500 ngàn thì phải, nếu mình nhớ không lầm là vậy. Đổi qua tiền Việt Nam là vậy á. Và code. Bạn nào nhận được code comment ở phía dưới cho mình biết với nha. Lên lá Dark Energy Zebstrika Coating Energy Heroes Metal Globobus Electrike Execute Eevee lá Reverse Holo Trainer. Và cái lá dưới sẽ là một lá Girade Holo Rare. Wow. Chúng ta còn lại ở đây là 1, 2, 3, 4, 5. Một nửa chặng đường rồi. Oh my gosh. Nửa chặng đường rồi. Chúng ta có 2 lá Amazing Rare. Đấy là quá tốt. Đối với mình như vậy là mình thấy vui rồi. Tại vì ở đây chỉ có 10 bắt thôi. Mà để mà kiếm được em Pikachu đó thì giống như là không thể nào ấy. Ê, quên. Lá code. 1, 2, 3, 4. Để xuống. Lên. Psychic Energy Electric Delmice. Ủa? Sao nó bị ngược gì vậy? Minaya. Ủa? Kỳ ta. Shuppet Jito Riolu Eevee Seedot Reverse Holo Peldum. Và lá sau sẽ là lá Holo Rare Girava. Cũng đẹp chứ đúng không? Hai Holo, hai Amazing. Lá Amazing Rare này thì như lá mắc nhất đó là lá Celebi hay là lá Rayquaza thì phải. Nếu mình nhớ không lầm là vậy. Code. 1, 2, 3, 4. Lá Dark Energy ha. Lá Pokemon Trainer Dewott Yontic Courtney Slugma Wishmer Execute Zap Strike. Và lá sau một lá bình thường Wish Miscard. Chọc lá VMAX nào.
Giờ thì mong muốn tới một lá VMAX rồi. Ủa? Ta có Water Energy, Alistair, Methane, Kakuma, Wubat, Theolo, Charmander, Hooper, Mewth, Galarian Mewth, Black Reverse, Pineco, Blastow, Lycanroc. Bình thường không có hiệu ứng gì cả. Hai pack cuối cùng. Hai pack cuối cùng mấy bạn ơi. Pack Celebi nè. Sẽ lấy lá code ra nè. Một, hai, ba, bốn. Để lên. À, điện. Nessa, trainer Nessa. Nuzleaf, Energy, Skido, Eevee, Dropish, Sumbat, Chiro, Magina. Và lá cuối, Magnetic, bình thường. Oh my gosh, chúng ta đã đi hết rồi. Sắp đến hồi kết của tập hôm nay rồi mấy bạn ơi. Bắt cuối cùng. Chúng ta có gì nè? Code 1, 2, 3, 4. Để lên. Và Psychic Energy, Stunfish, Coating Energy, Shoko, Weedle, Trooper, Clefairy, Whelmer, Dynamo, Magcargo. Và lá cuối, Charizard. Charizard không hiệu ứng nhưng mà nó là lá Charizard. Không biết nó có giá trị gì không ta? Nghĩ chắc cũng không nhiều đâu ha. Ở bên đây thử xem. Rồi. Rồi thì đây là phần recap của tập hôm nay ha. Chúng ta chỉ có được đó là 4 lá rare thôi. 4 lá có hiệu ứng và 1 lá Charizard không có hiệu ứng. Đây, mình có 2 lá holo. Và mình có 2 lá amazing. 2 lá amazing cũng đã quá đẹp rồi. Không mong muốn gì hơn nữa. Tuy nhiên vẫn chưa kiếm được VMAX hay là Rainbow gì cả. Khá là buồn về vấn đề đó. Mong là trong những tập sau mình làm về cái Vivid World Test này thì sẽ mở ra được Rainbow hay là Trainer VMAX. Được thì full cả bộ này luôn cũng được. Sau này mình sẽ cố gắng mở nhiều cái pack Vivid World Test hơn. Tại vì mình cũng đang săn những cái lá Amazing Rare như thế này. Mong là sẽ mở ra được đủ bộ Amazing Rare ha. Và đây đã là hết tập của ngày hôm nay rồi. Mình rất là mong các bạn sẽ yêu thích những cái video như thế này ha. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình làm YouTube á, cho nên là sẽ còn vô cùng nhiều những cái thiếu sót mà mình có thể mắc phải. Nên là mình mong các bạn nào mà đi trước hoặc là các bạn nào có những cái góp ý nào đó thì có thể comment ở dưới để cho mình được phát triển, được tiến bộ lên với ha. Và mình vô cùng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình cho tới giờ phút này. Nếu mà các bạn có yêu thích những cái video thế này thì hãy comment và like để cho mình biết ha. Để sau này mình có thể ra thêm những cái video giống như thế này nữa về bài Pokemon. Và mình có đang order về những cái bài Dragon Ball, Yugi. Và chỉ chờ nó về thôi, dạo này tình hình khó khăn quá, chưa có về hàng được. Khi mà về thì mình sẽ mở ra để mà cùng các bạn tìm kiếm những cái thẻ đẹp ha. Và thế thôi, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những cái video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.